Hay quá, hôm nay cô Đồng Kim Cúc lại về cốc của thầy rồi cô chú anh chị ạ. Cô Đồng Kim Cúc đi đến đâu thì lan tỏa yêu thương đi đến đó. Quay đầu, sao con quay một tí đi để cho cô nói nhé. Hai chị em tôi này, nhân viên là được bà con tôn để làm từ thiện nhân thắng U Lan, báo hiếu cha mẹ. Thế hôm nay là chúng tôi về Pleiku vào được vào thăm các cụ thân sinh ra thầy Minh Tuệ. Và hôm nay chúng tôi lại được nhân viên lại được đến thăm cốc của thầy Minh Tuệ, chúng tôi rất là hoan hỉ. Dạ, cảm ơn cô nha, cảm ơn nha. Cô nhà chị đi về đây, mất được 20 số. Đi bằng xe. Xe máy ạ? Chị ơi, chị, cô ơi, chị vào mình đi lễ đi. Cô Đồng Kim Cúc về đây từ lúc nào cô Đồng? Dạ, em về đêm hôm trước rồi. Yeah. Hôm nay đêm hôm qua là đến thành phố Gia Lai. Lần này về cô Đồng có phát tâm làm thiện nguyện nữa không ạ? Dạ em có ạ. Bây giờ em vào em A Di Đà Phật, em xin phép A Di Đà Phật để em chúng em hai vợ chồng chúng em để đi làm từ thiện ở một cái ngôi làng Cùi cách đây là tầm 15 cây số thì có các bạn. Làng Cùi là ở mình đây có hai làng. Dạ. Làng Tang và làng Lân. Làng Tang là có 50 suất. Làng Lân có 23 suất, em đi rất là nhiều rồi. Làng Tang, làng Cùi ở đây là sao? Chỗ đó có hộ là 32 với là một hộ 20 đúng không? Không phải, anh đi rất nhiều rồi. Hộ ở làng Lân là 23 hộ, còn ở làng Tang là 50 hộ. Đó. Đúng rồi. Mà cách đây là 50 cây chứ không phải 15 cây đâu. Đó. Dạ. Anh mới dẫn đoàn đi hôm qua về xong. Thì cái chỗ đó thì 50 hộ nhưng mà có thêm hai phần để mình cho thêm chỗ trưởng thôn mình giúp đỡ người ta. Đó làng Tang đó. Vậy thì cô Đồng Kim Cúc định bao giờ đi? Dạ bây giờ chúng em bắt đầu đi. À rồi ok. Có người dẫn đường rồi gì? Đây phải có phong dẫn đường cho chúng em đi. À có người dẫn đường rồi thì ok, còn không thì dâu sẽ dẫn đường cho. Rồi ok. Vậy thì Phong dẫn cô Đồng đi nhá. Rồi ok, Phong sẽ dẫn cô Đồng đây đi. Vì cảm ơn anh nhá. Chúc anh sức khỏe ạ. Cảm ơn cô Đồng Kim Cúc đã đến với mảnh đất Gia Lai để cho bà con được nhận một chút quà nào đó là một miếng khi đói hoặc một gói khi lo. Đấy, lan tỏa cái tình yêu thương. Mà cũng nhờ là cái hồng ân của thầy mà đưa cô Đồng Kim Cúc đến đây một lần nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Rồi, chào anh nhé. Đây là như thế nào nhỉ? Em là chồng của Đồng. Đây, vậy thì xin hai người đứng ở đây, cô Đồng Kim Cúc cho mình chụp một bức đi. Đây. Hai vợ chồng cô Đồng nào xin chào cô. Cô Đồng với lại bạn nhìn vào đây rồi ok nhá. Rồi ok. Mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của dâu. Thì hôm nay dâu lại dẫn cô chú anh chị đi xem cái cây bồ đề và cái con đường mới làm để xuống cây bồ đề nhá. Trên kênh thì cô chú anh chị cũng bảo là lần nào xuống cốc thì cố gắng quay qua cây bồ đề để cho cô chú anh chị chiêm ngưỡng cây, xem tình hình cây như thế nào rồi. Và hôm nay cây bồ đề đây thì rất là xanh tốt rồi cô chú chị ạ, rất là đẹp luôn. Đó, mầm tuyệt thì cũng nảy rất là nhiều trên thân rồi ạ. Đó, còn cây ở phía dưới cũng rất là tốt tươi rồi. Đó, cô chú anh chị cứ yên tâm nhé. Đó, mầm trời đang nảy rất nhiều trên thân rồi. Và khu vực đây thì cũng có đổ một chút bê tông để cho đi lại cho nó sạch sẽ hơn. Và bây giờ em lại đưa cô chú anh chị xuống dưới cốc của thầy. Cái sầu riêng là đọt ra quá đẹp luôn. Đó, mưa xuống là cây ra tay lá rất là đẹp.
Xin chào mấy anh em nhé. Đấy rủ nay sáng bảo vào cốc đi thì không chịu. Ai đồ đang cho cá ăn kìa. Đang rong cái dây điện rồi em. Dạ. Tốt quá, cái này làm cho dây nó khỏi quẹt đất đúng không? Đúng rồi. Cho tuyệt bà con đi quá. Lại cho đỡ nguy hiểm. Đi không may vừa trên bật điện này dám vào nữa là nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Đó mà. Điện ba pha. Đúng rồi, mình vậy là cái dây điện ở trên mình gác lên cây mít nhỉ? Không, dưới đã chôn một trụ ngay góc kia. Anh cứ tưởng đang chôn đèn năng lượng nhưng mà sáng anh điện cho Thìn rồi. Thìn bảo ở dưới cốc này là không có chôn năng lượng nó hết. Có chị Nguyễn Úc, chị đang muốn tài trợ cho hai cái đèn nhưng mà em Thìn bảo là làm ở trên đường thì được, chứ ở dưới cốc là để nguyên sơ. Ô này đại ca có quả mũ đẹp quá. Rồi ok. Thìn đấy à? Em Thìn đang cho cá ăn cô chú chị ơi. Đấy. Xung quanh hàng rào ấy, thích lắp chỗ nào lắp. Quanh hàng rào được đúng không? Đó, cứ ấy thì lắp cái chỗ cây bồ đề cũng được. Ở đây một cái đúng không? Ở đây một cái với trên đầu đường một cái nhá. Đừng có lắp gần cốc. Rồi ok. Coi nè, coi cái góc rồi đầu lên này. Chỗ cây bồ đề đây hả? Đây nhá, cây bồ đề đây nhá. Đâu lắp sai sao? Đâu chỗ nào ấy? Thìn ra Thìn chỉ thế nào? Đây chỗ này được không? Cái này chừng mấy cây này nó lớn nên nó vướng nhá. Vậy đây mình lắp chỗ này đi. Bởi vì nhiều khi là một chiều tối là nó cũng nắng, cũng tối lắm. Đây là chỗ này đẹp này. Vậy là thống nhất ở đây một cây nhá. Mình lắp nó chĩa vào đâu chứ? Thì ánh sáng phải ở đây thôi. Hay là hay trên này. Chỗ đấy chặt. Thì em cũng nghiên cứu xem một chỗ nào em chỉ đạo thì lắp. Nhưng mà theo như đúng cái chân chỗ chân em là anh thấy hợp lý lắm. Còn sau này cây bồ đề mà to thì mình di chuyển. Bởi vì nó là năng lượng mặt trời cho nên là không đáng ngại, hiểu không? Đúng không? Có hai cái hả? Hai cái. Đây này, theo như ý anh là lắp chỗ này một cái và trên đây một cái mà sau này cây nó lớn thì mình di chuyển được. Không, lắp một cái thôi, còn cái một cái cho lên đầu đường nhá. Một cái lắp ở đâu lắp? Lắp dọc hàng rào ấy, thích lắp chỗ nào. Rồi ok. Cây này mưa xuống cái là lá đẹp ngay nhỉ. Đỏ rực luôn. Đấy, dây điện đưa lên thế là tuyệt vời rồi. Đấy, cho cao này là bà con đi không bị vỡ quẹt vào đầu nữa. Đỡ nguy hiểm. Đây là chú Thìn đã hút hai cái cột này. Chân cái điện lên. Cá cho ăn giờ quen rồi, cứ xuống cái chỗ này thôi. Cứ đứng ở đây ăn thôi. Đây nè. Nó to lắm, nó sợ lắm. Con nhỏ. Ôi, đây nhiều cá trắng to lắm. Mấy con đó nó phải ăn... Tới hả? Đúng rồi, nhiều người cũng bình luận là cái dây điện này để như này rất nguy hiểm mà may quá. Này lại có anh em làm dựng cái này lên rồi. Đừng kéo đấy. Bỏ vào bên trong em ạ. Cái cột này là răng như này là dây điện này qua đầu này đi rất an toàn. Mưa gió đi qua đây nè. Máy bơm chôn ở dưới luôn là Thìn. Máy đổ là nó nằm ngang. Đang quay nói đâu mày mà tìm điện máy cháy ta lại đổ thừa. Nói chung là máy bơm như nhà mình thả dưới giếng có cái cả chục năm đâu sao đâu mà. Ông này đầu tư máy Nhật, máy đa từng cái. Đúng cái máy của chú ấy, bán được bao nhiêu chú bán đấy. Con máy ngựa nhỉ? Năm ký lấy số đi, lấy số thì cháu lặn luôn. Khi trưa nay về nhậu say cũng.
Cho thoát nước mà có luồn dây điện thì luồn qua được. Tính cả tươi là hai mấy ngàn cân đấy. Cái vườn này cũng nổi rồi. À, trên vườn này là bỏ hết phân chưa hả Thìn? Bỏ hết rồi. Không, đất này là ấm nãy nó không mưa trận thế là ngấm hết mà. Nói chung là thời tiết này bỏ vẫn được bởi vì nó ấm lắm. Đây bữa nó câu ở ngoài còn cá to hơn cả trong. Đấy, hôm qua nó mưa vậy mà nó trôi hết luôn, sợ nhờ. Đường này là mới làm thì cô nghe thấy dễ đi. Dạ. Cô ở đâu tới cô nhờ? Cô Hà Nội. Hà Nội à? Hà Nội lại không vội được đâu. Hà Nội không vội được đâu. À, cô ở đây là mấy người nhờ? Hai người. À, lần đầu tiên cô vào đây phải không ạ? Thế có lẽ có phỏng vấn à? Vâng, phỏng vấn cô một tí. Lần đầu tiên cô vào đây đúng không? Đúng rồi. À, cũng nghe tin là cô vào đây làm từ thiện ở đây nhờ? Cô làm từ thiện ở Kon Tum, khám bệnh và trao quà. Vâng. Nhân tháng Vu Lan. Vâng. Báo hiếu cha mẹ. Vâng, tốt quá. À, cô đến đây này, cô đánh giá cái chùa của thầy như nào? À, chính cốc của thầy đấy, gọi là cốc. Cái cốc của thầy quá đơn giản luôn. Chứ còn cô đã đi Sri Lanka, cái cốc người ta xây hai lần cơ. Thế mới cái hạnh của thầy mới tốt, bảo là ngôi chùa nghèo nhất thế giới là đây. À, nhưng mà tâm thì lại sáng nhất thế giới. Ta sáng nhất thế giới đúng không? À, cái năng lượng của thầy ra ở nước ngoài về đây rất là nhiều. À, bà con cứ từ vào đây rất là nhiều luôn. Thế chắc mọi khi là đông lắm nhỉ? Yeah. Này đấy, nhưng hôm qua có một quý Phật tử là cũng tài trợ cho hai cái tấm thảm. À. À, nhiều anh chị trên kênh cũng bảo là để vậy liệu mưa có hát vào không, nhưng mà thấp, mái thấp này nước không hát vô. Cô chú anh chị cũng yên tâm. Nhưng mà thực ra là thầy gọi là để theo đúng với cái đạo Phật, chứ còn nếu không chỉ cần muốn làm một nốt nhạc là cũng mà xây lung linh. À, đúng rồi, thầy mà giờ muốn ai thầy chỉ cần bảo xây là xây ngay, nhưng mà thầy không thích. Đúng rồi. Mà như thế này thấp này để cho mọi người đến phải biết luồn cúi một tí cũng hay. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Nhưng mà chính ra là đấy. Cái này là, nhưng mà nếu mà lập thêm cái lá thì trông nó rất là cổ truyền hơn. À, mình lập thêm là lập thêm lập lên không. Trên thôi. Ý là ngày xưa như nào để nguyên như vậy. À. Ngày xưa thầy đã dựng như này thì cứ để như vậy. À, ngày xưa thầy dựng chứ không phải là do bà con dựng đâu. À, nguyên bản của thầy như vậy. Để thầy ra đây thầy sống và thầy tập tu ở đây. Tập tu ở đây. Đây là cái chỗ mà thầy tập tu đầu tiên đấy. À. Để cho bạn lấy em nhá. Mình lấy em gái. Trung động không? Trung động không? Thôi đừng cho nó ăn nữa, nó bỏ. Con này con chụp con kiểu ảnh đấy gái. Chụp kiểu ảnh đứng ở ngoài cốc này. Chụp kiểu ảnh đấy. Chị Lan đi vào đây đi. Hay quá, hôm nay cô Đồng Kim Cúc lại về cốc của thầy rồi cô chú anh chị ạ. Cô Đồng Kim Cúc đi đến đâu thì lan tỏa yêu thương đi đến đó. Quay đầu, sao con quay một tí đi, để cho cô nói nhé. Hai chị em tôi này, nhân viên là được bà Kon Tum để làm từ thiện nhân tháng Vu Lan, báo hiếu cha mẹ. Thế hôm nay là chúng tôi về Pleiku, được vào thăm các cụ thân sinh ra thầy Minh Tuệ. Và hôm nay chúng tôi lại được nhân viên lại được đến thăm cốc của thầy Minh Tuệ, chúng tôi rất là hoan hỉ. Chờ, cảm ơn cô nha, cảm ơn nha. Cô nhà chị đi về đây, mất được 2 cái số. Đi bằng xe. Xe máy ạ? Chị ơi, chị vào mình đi vẽ đi. Cô Đồng Kim Cúc về đây từ lúc nào cô Đồng? Em
em về đêm hôm đi từ đêm hôm trước rồi. Yeah. Hôm nay đêm hôm qua là đến thành phố Gia Lai. Lần này về cô Đồng có phát tâm làm thiện nguyện nữa không ạ? Dạ em có ạ. Bây giờ em vào em A Di Đà Phật em xin phép mà A Di Đà Phật để em chúng em hai vợ chồng chúng em để đi làm từ thiện ở một cái ngôi làng Cùi cách đây là tầm 15 cây số thì có các bạn. Làng Cùi là ở mình đây có hai làng. Dạ. Làng Tang và làng Lân. Làng Tang là có 50 suất. Làng Lân có 23 suất, em đi rất là nhiều rồi. Làng Tang, làng Cùi ở đây làng Tang. Chỗ đó có hộ là 32 với là một hộ 20 đúng không? Không phải, anh đi rất nhiều rồi. Hộ ở làng Lân là 23 hộ, còn ở làng Tang là 50 hộ. Đó. Đúng rồi. Mà cách đây là 50 cây chứ không phải 15 cây đâu. Đó. Dạ. Anh mới dẫn đoàn đi hôm qua về xong. Thì cái chỗ đó thì 50 hộ nhưng mà có thêm hai phần để mình cho thêm chỗ trưởng thôn mình giúp đỡ người ta. Đó làng Tang đó. Vậy thì cô Đồng Kim Cúc định bao giờ đi? Dạ bây giờ chúng em bắt đầu đi. À rồi ok. Có người dẫn đường rồi gì? Đây phải có phong dẫn đường cho chúng em đi. À có người dẫn đường rồi thì ok, còn không thì dâu sẽ dẫn đường cho. Rồi ok. Vậy thì Phong dẫn cô Đồng đi nhá. Rồi ok, Phong sẽ dẫn cô Đồng đây đi. Vì cảm ơn anh nhá. Chúc anh sức khỏe ạ. Cảm ơn cô Đồng Kim Cúc đã đến với mảnh đất Gia Lai để cho bà con được nhận một chút quà nào đó là một miếng khi đói hoặc một gói khi lo. Đấy, lan tỏa cái tình yêu thương. Và cũng nhờ là cái hồng ân của thầy mà đưa cô Đồng Kim Cúc đến đây một lần nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Đây là như thế nào nhỉ? Em là chồng của cô Đồng. Vậy thì xin hai người đứng ở đây, cô Đồng Kim Cúc cho mình chụp một bức đi. Đây. Hai vợ chồng cô Đồng nào xin chào cô. Cô Đồng với lại bạn nhìn vào đây rồi ok nhá. Rồi ok. Lúc này mình lại đang trên đường về thì gặp một phải xưng hô như thế nào nhỉ? Dạ. Dạ, con phải xưng hô như thế nào? Có con là người bình thường giống như là đi kiếm thầy thôi chứ không đâu có làm gì đâu mà. Đi xuống cốc hả? Dạ, thật đi giống như đi xuống cốc mà giống như đi mà nãy có cái anh kia chở con đi rồi giống như về thả con đây. Xin xem cái quyển sách của thầy. Đây là kinh à? Dạ, kinh. Vâng. Thế đây đường xuống cốc đây thầy cứ đi xuống nhá. Dạ, 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 đây còn xuống hơn 200 mét nữa. Dạ, dạ, phải cảm ơn. Dạ. Thầy từ đâu tới? Con từ ở dưới Long An xa lắm. À, vậy đi lên một phương tiện nào? Đi bằng xe bốn chỗ. À, có người chở có người chở thầy lên đây à? Dạ có bạn không? Dạ ok. Thầy, đấy. Thầy cứ đi xuống dưới đây nhé. Không phải thầy. Dạ. Con là Phật tử y theo tông bảo à, pháp danh từ lợi chứ đâu có. Vâng. Dạ, chứ đâu có thầy đâu. Thôi cứ gọi bằng thầy cũng được vì cái sự trân trọng mà. Con có tại con là người ở ngoài đời mà đâu phải trong đạo đâu. Dạ, cũng là đời với đạo nó cũng giống nhau chứ đâu phải là. Vâng vậy thì gọi bằng sư huynh. Rồi mời sư huynh đi xuống nhá. Dạ, đây đường đi cứ theo đường đất này đi xuống thôi. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Trên đường dưới cốc nhà thầy về thì mình có ghé qua đường có gặp một anh đây thì xin mời cô chú chị xeo chân của dâu đi vào xem. Đấy. Anh ấy sống ở đây là chai lọ là rất là nhiều. Ủa chai lọ kiếm đâu rồi lắm thế này? Hả? Sao? Tội lắm. Sao? Dạ, của em tội lắm à. À, tội lắm hả? À. Lá gì đây? Đốt cái lá gì đấy? Lá ôi. À. Tên anh là gì nhỉ? Kinh thưa cái loại luôn. Đốt cái lá làm gì vậy? À xin chào. Hello. Anh nghỉ à? Anh là em của anh ấy à? Anh cư à? Anh cư anh gì nhỉ? Cư. Tên là cư à? Ồ. À xin mời cô chú chị xem. Ô gà nhà mình gà nhà ai đấy? À. Ồ đằng sau này làm gì anh làm gì đấy? À có cây mít ở đâu? Xem nào có cây mít ở đâu?
Bảo anh thì mở ra xem cái mít anh bán. Sáng nay ăn cái gì chưa? Anh ấy tự nhiên bảo mình đi ra xem cái mít anh bán. Thì cứ đi theo chân anh xem như thế nào. Ây da, phần này rộng gớm chứ nhỉ. Ồ là đất dưới đây này của nhà anh luôn à? Anh Cư. Ý là đất ở dưới đây cũng của nhà anh luôn à? Cái mít này bao nhiêu tiền? Bây giờ có mua cái mít này thì đấu giá của mít đó. Mít đó. Cái mít này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cái này? Vâng, nhưng mà cây này bao nhiêu tiền chứ? Bao nhiêu? Nhưng mà phải bán bao nhiêu em mới biết em mua chứ? Sáng nay ăn cái gì chưa? Có sang quán không em mua cho cái gì ăn? Đi ăn phở đi. Dẫn đi ăn phở nhá. Ồ, vườn sao rộng gớm chứ nhỉ? À đúng đẹp đấy nhỉ. Có tầm nhìn như cái đấy là cắt đi làm tượng Phật được hả? Cái đó cắt làm tượng Phật được hả? Bà Tuyết bữa nay bà đi đâu rồi? Đi tỉnh luôn rồi à? Anh Cư này có cô em gái là cô Tuyết. Đi chạy tâm thần à? À nhà nước đại thọ nuôi cho rồi à? Ôi da, để lung tung lên teng hết thế này. Không khác thêm một cái bãi phế liệu. Đây là em trai anh à? Tên là gì? Anh tên là gì? Dũng. À anh Dũng à? Sao nằm đây không đi làm gì hết à? Bệnh mà. Bị bệnh à? Bị làm sao? Bị có tim qua nó đó. Đi viện á. Đang uống thuốc mà. Anh ở quê ở đâu? Nhà ngay huyện đây mà. Nhưng mà quê anh ở đâu? À ngoài Bắc, Nam Định. Đốt cái lá này cho khỏi muối à? Thường đốt á, ông đó ông hay vậy đó. Đốt để làm gì? Ý ông đốt rồi để muối á. À. Nhà nó muối nhiều quá. Đó, kính thưa các kiểu luôn. Nghe cô chú anh chị bên cạnh chia sẻ là ngày xưa ở đây là cái đất chùa. Nhà có 5-6 anh em là bị tâm thần hết. Có một cô em gái tên là Tuyết thì ở đây ngày xưa thì dạo cũng đưa đi chạy hết rồi. Chạy lọ. Ăn sáng thì em dẫn cô đi ăn phở. Cô ăn không? Mới ăn rồi à? Ăn gì sáng ăn gì rồi? Cơm chiên rồi. Ở cái nhà trong này có ở không? Có. Sao cứ khóa suốt ngày này ở nhà? Ở đây không cất đồ không, nó vào đấy trộm hết đúng không? Sáu đứa. Thằng kia hai đứa, thằng kia sáu đứa muốn chuẩn bị về đây nữa. Nhà mấy anh em, nhà anh Cư mấy anh em? Nhà 8 người. Anh là cả. Sáng ăn cái gì rồi? Giờ mới ăn. Nhà 8 anh em luôn à? Tôi hồi xưa đi Đức á chứ. Tôi ở Quebec không à? Nhưng mà nhà 8 anh em đều bị bệnh hết à? Hai ông anh cũng bệnh chết rồi. Mới chết là năm ngoái năm trước. Đều bị bệnh gì anh? Sĩ mà tại cái không biết là vợ con nó phản mà. Tôi đang cũng như vợ bỏ này. Nó cũng phản nó đi luôn. Hay kỳ lạ lắm. À.
Anh làm thợ mộc à, sao có cả cưa này? Ờ, mộc. Biết làm mộc luôn à? Tôi làm nhà ở đây mà. À. Có ghê. Trong khi sang là tôi có ghê, có trăm chiếc rồi. Đúng vậy, ô có cuộc xe này, xe của anh à, xe đồ à? Ờ, xe đồ. Ái da, quả xe ác nha. Đây là xe đi hàng ngày đấy à? À. Sao anh không dọn dẹp vào cho đỡ muối, muối mát nhiều? Cái này là cái gì đây, anh làm gì đây? Hả? Làm gì mà chung cả con gà này. À, có một con gà thế à? Nó đang đi một. Ồ. Xong rồi bắt đi á. Nhà này sắp sập mất rồi còn đâu. À. Vậy là mấy người em của anh cũng bị bệnh hết à? Tưởng chưa ăn cái gì em dẫn qua quán ăn phở. À. Ồ, chai nước mắm hay chai gì mà bỏ đây anh? Xong cất vào trong nhà cơ. Ờ. Ờ. Ở đâu? À, nước đường chảy xuống đây à? Ờ. Vậy thì à. Đấy, cô chú chị xem này. Đồ đang bỏ như kiểu là cái khu phế liệu luôn. Không cửa, không cổng. Quay cho cô chú chị xem mà trong nhà này không quay được. Anh đóng kín cửa rồi. Anh ăn gì rồi? Mì tôm. À. Vậy là hiện tại bây giờ có hai anh em ở đây à? Dạ. Vậy thì mấy ông kia đi đâu hết rồi? Thì chết rồi. À. Thì chết rồi à? Chết rồi. Vậy thì bây giờ nhà hiện tại là còn bao nhiêu anh em tất cả? Thì một con nó bị bệnh á. Và... với hai anh em? Dạ. Vậy là còn ba người thôi à? Còn mấy cái cháu và chị nó là bác sĩ trong bệnh viện á. À, không, ý là hỏi anh em ruột của anh là còn có ba anh em thôi à? Còn mà chị đi kia nữa mà. Chỗ nào cũng để đồ như kiểu là đồ phế liệu luôn. Ăn cái gì đây? Cái nồi ăn cái gì từ hôm qua nay để con để đây? Dạ. Ai nhà có quả tivi thời ngày xưa à? Yeah. Tivi TCL. Anh làm ăn trúng cơ sở kêu anh em ơi làm chết. Dạ. Yeah. Ôi thì đốt lá, đốt đồ. Anh có làm được cái gì không? Khỏe là lễ đang chữa bệnh mà khỏe cái là đi làm chứ. Đang chữa bệnh hả? Uống thuốc men thì không? Thuốc thái gì vô đấy vậy? Gừng. Ăn với gừng luôn à? Cái ăn cho nó đang hỏng nó đau. À. Nó đỡ. Mình cũng ăn vậy. Chứ bây giờ làm biếng nóng mệt lắm. Vậy là tối anh nằm ngủ đây à? Dạ. Thế ông kia ông nào ông cứ ngủ đâu? Ông đã mệt lắm, ông cũng bị bệnh á rồi ông đuổi xuống đây ngủ. Ông không ngủ nhà, trong nhà trong à? Nhà trong cũng ngủ không? Không. Nhà trong cứ đóng cửa thôi. Ừ. Ở trong có bỏ gì không? Tùm lum tùm la vậy. Ông hơi dơ lắm. Tôi cũng mới về nè mà tôi dọn mệt lắm. Anh về đây bao giờ? Về được bao nhiêu ngày rồi? Về được 2 năm rồi. Nồi gì đây? Đang nấu giá mì tôm. Cẩn thận nha, điện đóm. Ghê quá. Ủa lắm. Hai ông đàn ông ở nhau mà đồ đàng vứt tùm lum tà la, chỗ nào ông treo lon treo chai túi bóng gom nhặt các kiểu đà điểu ở đây thu thập trên trời dưới biển chai lọ. Nhà như một cái bãi rác di động mà cũng như một cái tạp hóa. Không phải cái nhà, cái không nhà phải... là dưới cái trên này mà ông ở rồi ông tống tôi đi đây rồi ông cho lên đó. À, cũng không mở cửa luôn à? Cho nên là tôi cũng ở đây tự do. À. À có gà này, gà có anh nuôi về rồi này.
Nuôi bao nhiêu con anh? Nhiều hả? À. Nguyên gà rừng không ạ? Gà lai rừng với gà gà lai rừng. Sao nhà này cứ đóng cửa biết không vào à? À đây có con xe huyền thoại của anh đây à? Con xe của anh hay đi chợ đây à? Con xe này có bán không? Có bán con xe này không? Hả? Đi đâu có cái bơm ở trên này đó. Cái bơm xe đạp có chìa khóa là cứ dắt ra xe đó. Anh đi khắp nơi luôn. Bữa nay có đi ra Gia Lai nữa không? Em thấy bữa nay anh đi ra mãi thành phố Gia Lai luôn mà. Đi tại đó, ở đó cả năm đây mà. À. Tâm thần để nuôi phải có người thân nhân ở ở trong bệnh viện. Ý là ai cơ chị anh? Mấy đứa tâm thần tiếc họ ở là con phải có người nuôi. Ừ. Anh nuôi à? Nuôi mà ăn ở đó. Ý là anh đi nuôi bà Tuyết à? Ừ. Ở đấy là nấu cơm cho bà ăn hay sao? Nấu cơm cho các thứ đầy đủ. Ừ. Anh đang gõ gì đấy? Gõ cái mình vào. À. Nói chung là nhà có 5-6 anh em đều bị bệnh tâm thần hết của chú anh chị ạ. Đó. Ông này tỉnh táo hơn một tí nhưng mà cũng thế thôi à. Tỉnh táo hơn một xíu nhưng mà đấy của chú anh chị xem. Cái khẩu trang là lấy ra làm gì, cái này bỏ đi rồi mà. Bỏ. Treo làm gì đây vậy? À, đóng ở đấy để cho nó khỏi sập hả? Đóng vào để treo đồ anh. À, đúng rồi, đóng vào để treo đồ đấy, cho gọn đấy. Thế giờ mà có người muốn xây lại cái nhà này cho anh có xây không? Không xây đâu, không cần. Không xây à? Ừ, nhà nước xây thì được, nhưng mà nhà nước đi xin chứ. Ví dụ như có ai đó muốn xây cho anh không có được không? Ý là có ai đó muốn xây cho anh cái nhà này anh có cho xây không? Không. À không xây à? Để vậy hả? À. Ô cái cây nhãn này, cây nhãn này lâu năm lắm này cô chú anh chị này. Cây nhãn này gần sắp xỉ trăm tuổi rồi. Ô cái cây này rêu phong nó mọc từ gốc đến ngọn luôn. Em nghe thấy bảo ngày xưa đây là cái chùa, đất ngày xưa đây là đất chùa. Nhưng mà ở lâu rồi. Ngày xưa là đất có cái chùa ở đây à? À vậy là có khả năng là do tâm linh đấy cô chú chị ạ. Em cũng nghe nhiều người nói là ngày xưa đây là cái chùa. Đi vào trong thì nhiều lúc cũng thấy kỳ lạ, nhiều cái kỳ lạ lắm. Mấy ông anh thì đều bị bệnh hết. Ông này cũng bị bệnh này. Ông này cũng bị bệnh này, mới về đây này. Ăn mì tôm luôn à? Vâng. Yeah. Kêu rủ hai anh em qua kia ăn mà không nào đi. Ừ. Không ăn đó. Ừ. Vậy là tối nằm ở võng đây với nằm ở phản đây ngủ à? Khổ quá. Anh em nhà ông này cũng kỷ lục ở cái huyền thoại đấy. Trời này đang có những hạt mưa rồi. Mưa rồi anh ơi, đi vào trong nhà đã. Mưa rồi đó. Đó suốt ngày đóng rồi treo các cái đồ. Cứ cái chỗ nào đóng được là anh đóng. Treo bố là xù hết luôn. Cứ lọ mọ suốt ngày vậy. Chỗ nào cũng treo đồ. Đó, cô chú chị xem. À, dạ. Cái xe máy kia ở đâu kia? Hả? Xe máy ở đâu đây? Xe máy nhà. Của ông em à? Ừ. Xe máy của anh à? Ừ. À. Mất cái xe máy.
Đây là xe máy của ông em ở trong nhà hả? Cũng treo lung tung tí mệt hết. Ôi giời. Ai à, đằng sau là độ quả bô à. Ông em này trước ở đâu giờ về đây à? Nhà đâu? Nhà Tây Đức ạ. Ở dưới Tây Đức á? Tây Đức bên châu Âu đây. À. Nó mới về đó. Làm gì bên châu Âu? Chế tạo máy nông nghiệp á. À, bên châu Âu luôn à? Ở châu Âu đó. Anh ở châu Âu mới về hả đại ca? Về lâu chưa? À. Vậy là về làm gì? À, đang lái xe bị bệnh à? Ở nhà đội cái mũ làm gì, tháo cái mũ ra chứ. Có lấy tiền không em cho mấy đồng tiêu? Hả? Có lấy tiền không? Có lấy tiền cho mấy đồng tiêu? Không lấy à? Sao vậy? Cho mấy đồng tiêu không lấy à? Ồ, cho tiền không lấy. Thôi để nhà nước. Để nhà nước lo à? Cho tiền không lấy. Thế có ăn cái gì không? Chưa em mua cho. Hả? Có ăn cái gì không? Thôi được rồi, được rồi. Hả? Khổ lắm, nhà ở đây rất là khổ. Lụp sụp. Mưa, mưa lũ, mùa mưa có nước trào. À, mùa mưa nước trào qua đây hả? À. Nhưng mà anh có tiêu tiền không? Em cho anh mấy đồng tiêu nhá. Hả? Ờ, thôi được rồi. Không lấy à? Bảo cho tiền mà cũng không lấy luôn. Trong nhà ngoài sân, kính thưa các kiểu đà điểu treo. Cái cây lau nhà này treo gì lên đây? Chỗ nào cũng cũng chặt rồi đóng đinh treo các kiểu đà điểu luôn. À, ngày xưa là mộc à? Thuốc gì đây? Ừ. Thế thuốc này là lên nhà nước người ta cấp cho à? Cấp. Có bảo hiểm trong đó anh cư ơi. Vậy cái anh kia là tên là anh gì? Anh Dũng ơi. Đấy, hai anh em ra đây em cho mỗi người một mấy đồng tiêu. Anh nhắm bếp làm gì vậy? Anh Dũng đâu rồi? Ra đây. Thấy hai anh em tội quá, em chả có tiền nhiều. Có 200 anh một tờ này. Cho anh một tờ nhá. Này cho anh Cư một tờ. Nhá, mua mì tôm, mua gì ăn nhá. Cất đi bỏ túi không này nhóm bếp chưa. Rồi ok. Đây em bảo. Dạ. Em á. Em tên Lâm. Mọi người gọi em là Lâm Râu á. Em ở bên Đức, bạn bên ngoài Bắc nhiều lắm. À, ngày xưa bên Đức bạn người Bắc nhiều à? Ở bên ngoài Bắc ở bên Đức không à? Nhưng mà đầu có đau không? Thì thoảng có đau đầu không? Mệt đi dùng mẫu tử này, nó mệt thở rồi nó kiểu như là cái người mình nó mệt đầu luôn. À, nhà có mấy anh 8 anh em đều vì linh tung bệnh hết vậy? Thì đó nó khổ vậy đó. Ông này bệnh trước rồi, tới em rồi tới mấy hai ông anh. Ừ. Anh nhóm bếp để làm gì đấy? À, nấu cơm à? Này, mở cái cửa đi em vào em tham quan ở trong nhà cái được không? Thôi. Thôi hả? Em vào em tham quan xem trong nhà có bóng, gì không? Nhà bóng lắm mà nước vào. Ở trong nhà bẩn à?
Thế thôi nhá, hai anh em thì em không có tiền nhiều, gửi mỗi anh 100, mua gì mua nhá. Em về nhá. Chào anh, em về nhá. Đại ca ơi, đi đâu rồi, em về nhá. Xin chào hai anh em. Đấy, hoàn cảnh cũng rất là đáng thương. Em thì không có tiền nhiều, chỉ có một vài đồng thôi, giúp bà các anh ấy ăn tôm mì tôm hoặc là mua cái gì ăn thôi ạ. Còn chú anh chị mà thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một like và đăng ký kênh ạ. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhé. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng, rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhá. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây còn có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có là lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước, đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm trà lá ổi còn có trà mãng cầu. Đấy, trà mãng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn, cô chú anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê. Đó, đây là cà phê nguyên hạt, cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống. Đấy, cà phê truyền thống thì Dâu có lấy của sư bá là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ. Đó, và cà phê hòa tan, cà phê sữa. Giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà Dâu đã ghi ở trên màn hình. Đó, đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất. Đó, nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt. Đấy, giúp bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao. Đấy, tăng cường trí nhớ. Đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh, nói chung là rất là tốt. Và cái tháng này là cái tháng Vu Lan báo hiếu thì em có về rất nhiều các loại bánh trung thu nhá. Đó, bánh trung thu rất là ngon, các cô chú anh chị có mua thì ủng hộ nhá. Bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Bác nào mua thì số hotline dưới, em có ghi ở dưới đó. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong, 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong, uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm loét dạ dày, hơi, rất là tốt. Đó, ngoài ra Dâu còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu, rồi thì trầm, trầm hương thấp rất là thơm, rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc ca nhé. Đây, hạt điều loại 1 này, hút trên không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây, hạt mắc ca đây ạ. Hạt mắc ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé. Cô chú anh chị mua cũng số hotline còn ghi ở màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của Dâu và có mua ủng hộ cho Dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú, các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.